kèo biết gì biết không? Biết đâu cũng chưa được phải biết cái gì rất nhiều người đang ăn đấy. Thì em nói tôi còn những cái nào không đấy? Bảo con sắp mẫu thì là phải hết mốt tốt cho hết. Hello mọi người nha. Hello tình yêu nha, mọi người vào livestream cho xin một chấm nhá. Rồi chế nào đã vào livestream cho xin một chấm nha mọi người nha. Đã vào livestream rồi em cho anh xin một chấm nhá. Rồi xin chào mọi người nha. Rồi mọi người ơi vào livestream cho em tiếp xin một chấm nha. Đã vào livestream rồi thì cho em xin một chấm tương tác của nha. Đã vào livestream rồi cho em xin một chấm tương tác để em biết mọi người xem được hay không nha mọi người nha. Rồi xin chào mọi người nha. Rồi chào chị Bé Mộc. Mọi người vào livestream rồi cho em tiếp xin một chấm nha mọi người nha. Lên cho em xin một chấm đi. Hôm nay xả kho linh tinh nha mọi người nha. Hôm nay em xả kho. Hôm nay là không có bộ đâu mọi người, ít bộ lắm. Hôm nay em xả linh tinh thôi người nha. Rồi chị ơi vào livestream cho em xin một chấm tóc mình dạo này nó cứ bệ. Lại đi làm lại rồi. Nào chị ơi, mọi người vào livestream cho em xin một chấm đi ạ. Rồi xin chào mọi người nha. Chào chị Đoan Trang, chào chị Ánh Nguyệt, chào chị Nhung Minh. Mọi người ơi, mọi người vào chấm cho em xin một chấm đi nha mọi người nha. Chấm cho em một chấm đi ạ. Hôm nay em xả rất là nhiều hàng, mọi người chấm cho em xin một chấm để mọi người tương tác với em để em biết xả hàng của nha, biết mọi người xem được hay không nha. Rồi xin chào mọi người, chào Nhung Minh này. Rồi thì yêu ơi đã vào livestream rồi thì mọi người cho em xin một chấm tương tác của nha, cho em xin một chấm tương tác để em biết mọi người xem được hay không nha. Chia sẻ livestream mình giúp em tình yêu nha. Hôm nay xả banh nắp cái gì cũng xả luôn, thế nên mọi người vào livestream, mọi người cho tiếp xin một chấm nhá. Rồi chào chị Trương Nguyên, mọi người lên 100 người xem bắt đầu xả hàng nha, 100 người xem bắt đầu xả hàng nha tình yêu ơi, chia sẻ livestream giúp em nhá. À xả trước em. Nào chia sẻ livestream giúp em nha. Hôm nay xả linh tinh thôi, chia sẻ livestream giúp em nhá. Nào chia sẻ livestream cho em 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần với nhóm của em rồi nha. 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần với nhóm trực tiếp nha. Rồi xin chào chị Hoàng Hương. Rồi em nhìn thấy chị Thảo Huân này. Rồi chia sẻ livestream cho em nhìn thấy chị Lê Phương. Mọi người ơi chia sẻ livestream cho em nhiều không? Nào chia sẻ livestream cho em 100 người sẽ bắt đầu xả hàng luôn nhá. Rồi chào chị Thanh Thanh. Rồi chào chị Hợi Phạm đây. Mọi người hôm nay xả linh tinh nhá, hôm nay nhiều hàng. Hôm nay tiếp xả linh tinh có gì tiếp xả đấy mọi người nha. Mọi người chia sẻ livestream trực tiếp nhá. Chia sẻ livestream trực tiếp 2-3 lần trang cá nhân và 10 lần với nhóm trực tiếp nha. Mọi nha. Ok chưa mọi người? Rồi chào chị Thu Hằng này. Mọi người ơi lên 100 người xem bắt đầu xả 118 người. Em đi lấy chị Phạm Thị Thùy nha mọi người nha. Chia sẻ lại chị Thu em nha. Nhớ là phải chia sẻ mọi người nha. Phải chia sẻ tuyết để mình tiếp xả hàng mọi người cho đông vui một chút nha. Mọi người chia sẻ lại chị tuyết nha. Hôm nay là hôm nay là có gì là em xả đấy mọi người ạ. Nên là mọi người chia sẻ lên nha. Rồi ok bắt đầu xả hàng này. 140 rồi. Hôm nay lấy váy mai về nha mọi người nhá. Nào. Bây giờ còn lẻ sai nghĩa là các chị chốt, các chị phải mà các chị chốt mọi người nha, chốt cũng rất là ghét bán lẻ tẻ nhưng mà cũng vẫn phải xả thôi vì nha, chứ không xả để đây rất chia dở luôn vì là Nhật Tuyết cũng rất là ghét bán lẻ tẻ 1, 2, 1. Thế nên là em ưu tiên chị nào mà chốt những cái hàng này các chị chốt hàng trong tin nhắn giúp Tuyết nha, trong tin nhắn giúp Tuyết nhá. Rồi bắt đầu xả này, bộ này mọi nhá, bộ này mọi người ơi, bộ này nó hơi bị bẩn chỗ này một chút này đây nhá, hơi bẩn một chút chỗ này này. Em thả chị là 60k cho nên mã là mã 1 này, mã 1 60.000 cả bộ luôn. Mã 1 này 60k cho nên mã 1 nha, 60.000 cả bộ luôn mọi nhá. Em nói trước là cái này nó hơi bẩn một chút, các chị về giặt cho em nhá, giặt tí là ra luôn, cho mày cho cái gì cho xong phát là vò phát là ra luôn. Các chị nha, chia sẻ livestream giúp em nhá. Rồi mã 1 cho em 60.000 cho em mã 1 này, cả bộ luôn, dưới 60 cân là vừa rồi. Cảm ơn chị Trương Nguyễn nha. Rồi chốt hàng kèm mã kèm thoại cho em mà em ý chỉ ưu tiên cho ai. Chốt hàng trong tin nhắn giúp em nha, 173 chế đây em xem rồi, chia sẻ livestream giúp em nhá. Chia sẻ livestream giúp em nha. Mã 160k chị nào đây ạ? Chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại giúp Tuyết mọi nha, phải kèm mã và kèm số điện thoại giúp Tuyết ha. Người phải nhớ và chia sẻ livestream giúp em và em chỉ chốt chị nào lên đầu tiên. Sau đó là các chị nhắn tin chốt hàng giúp em nhá, vì em chốt những cái hàng này em sẽ không chốt luôn trên live. Mà em đọc tên các chị thôi và các chị nhớ phải sau đó là phải nhắn tin cho Tuyết chốt hàng nha, vì Tuyết sẽ không gọi những hàng sale ấy đâu. Kể ra để đây cũng rất là bực mình nên cho Tuyết xả luôn nhá. Rồi mã 1 này 60.000 chốt chị nào đây ạ? Rồi chị Mỹ nhắn tin cho em này. Và chị Trương Thùy nhắn tin cho em và chị Nhon Mi nha. Ba chị này nhắn tin cho em 60.000 nha. Rồi chị nha. Nào tiếp tục này chị ơi. Và bộ này có 3 bộ này. Nào chị ơi, chốt hàng kèm mã kèm này cho em với nha. Bộ này. Chốt cho em mã 2 này. Bộ này quá đẹp luôn. Màu xám này mọi người ơi. Viền ghi này quá đẹp luôn. Mã 2 nha. Trời ơi đẹp lắm luôn. Chốt hàng kèm mã kèm này cho em nha. Mã 2 chị ơi. Mã 2 này. Đây miền theo nha. Rồi hết mã 1 rồi. Nỗi có ít thôi nha. Đây mọi người chưa. Đây là bộ Gucci nhá. Viền nhũ rất là đẹp, chất liệu cốt tông đẹp lắm chị ơi. Không phải hàng đẻo đâu tình yêu nha. Nào mã 2 cho em chị nha. Bộ này 99k cho em mã 2 này. 99k cho các em luôn. Thôi em xả chị 89k luôn cho em mã 2. 89.000 cả bộ luôn cho em mã 2 nhá. Có 3 bộ này dưới 60 cân các chị bảo vừa. Bộ này là đẹp từ đường viền đến cả đường theo luôn, chuẩn nét luôn. Nhìn chợ đây này rất là đẹp luôn. Mã 2 89k cả bộ luôn cho em mã 2 này. Mã 2 89k có 3 bộ. Có thêm mã 2 nhá. Mã 2 89k. Mã 1 hết rồi chị ơi. Mã 2 qua chị Hoan Linh chốt Hoan Linh một bộ này. Có cây Thủy Vũ này. Mã 2 nhá. À mọi người ơi, mã bây giờ xin chốt qua luôn này. Mã 2 nhá. Cây Thúy Hằng một bộ này, Đinh Hiên một bộ, Ca Nguyễn Huệ một bộ, Bé Trẻ một bộ hết nha mọi nha. Mã 2 hết các chị ơi. Chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại giúp em nhá. Chốt hàng phải kèm mã kèm số điện thoại giúp em.
Nói chung là mọi người chốt hàng phải kèm mã kèm điện thoại, mình chia sẻ lại chưa kết nha. Phải chia sẻ nhá, phải chia sẻ cái thấy bình luận mọi người được, phải chia sẻ nhá. Hết mã 2 rồi. Mã 3 là bộ của nó là bộ bộ Fenty cái gì Fenty hay cái gì đây này. Nào chốt em bộ này mã 3 này. 89k cả bộ luôn, chốt em mã 3 này. 89k mã 3 cho em nhé. Một bộ duy nhất này mã 3 cho em. Các chị ơi chia sẻ mạnh lên nào, chia sẻ lạnh mạnh lên nha. Rồi mã 3 các chị ơi, mã 3 này. Mã 3 nha, 89k mã 3 cho em một bộ duy nhất này. Mã 3 cho em 89.000. Các chị ơi chia sẻ lại chi tôi để không biển tương tác nha. Chia sẻ lên mã 3 này. Ok chị bé bằng một bộ này mã 3, 89k mã 3 cho em mã 3 đi ạ. Mã 3 89k cho em mã 3 nha. Để cũng đồ tồn mà em xả bớt cái thị màu của nha. Nay hôm rảnh bình thường nó tiếp không xả lộn xộn đâu, mình có để ý cho em là không xả lộn xộn mà. Thế nên là hôm nay xả mới tranh thủ nhá. Rồi mã 3 của chị Hoàng luôn bộ này. Chị Thủy Vũ bộ. Ok chị Nguyễn Thị Thu Trang hết mã 3 rồi. Ok chị Uyên Võ hết mã 3 nha mọi người, hết mã 3 rồi. Nào siêu phẩm nào. Đẹp chưa? Hôm nay mình có thời gian xả lộn xộn đây, mọi người nhanh tay giúp em nhá. Nào chị ơi, ưu tiên chị nào nhắn tin trước nha. Phải đọc tên nhưng mà tuyết vẫn ưu tiên chị nào nhắn tin trước nha. Nào mã 4 là một cái len siêu phẩm này các chị ơi, nhìn chưa? Trời ơi cái len này á. Xỉ ở đây đã tầm 200 rồi. Nào mã 4 cho em nào. Mã 4 nha. Mã 4 một cái len siêu phẩm luôn. Đẹp lắm các chị ơi. Nào em xả chị nào 69k mã 4 cho em. Mã 4 cho em có tình yêu nha, 69k một cái len hàng quá đẹp luôn. Trời ơi hôm nay xả lộn xộn mà. Mã 4 có tình yêu nhìn chưa? Đẹp chưa? Trời ơi em để con này em mặc lên đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi, mã 4 đấy. Mã 4 cho em. Mã 4. 69k. Có chị nào? Các chị comment nhanh giúp em nhá. Mọi người chia sẻ lại chi giúp em nhá. Ok chị Hiền Trần một cái mã 4, ok chị Đoan Trang một cái, ok chị Heo bự mã 4 trời nó quá đẹp luôn, lên hàng rồi hết mã 4. Chị nào thích thì nhắn tin cho em nha, len này đẹp lắm chị ạ, len này các chị nó có túi luôn này. Các chị mua vào tầm ở shop bây giờ tầm 300.000 một cái nha, em bán với chị 69.000 là xả kho nha. Hôm nay xả lộn xộn mọi người chia sẻ livestream để không biển tương tác nha mọi người nha, nhìn chưa ạ? Rồi hết mã 4 này. Chia sẻ mạnh lên để không biển tương tác nha tình yêu nha. Muốn mua hàng. Muốn mua hàng thì phải chia sẻ livestream cho em nha. Em chia sẻ hộ lên lên đi ạ. Em ưu tiên chị nào kèm cho em số nhóm sẻ nha, quên mất từ nãy giờ không kèm số nhóm sẻ đấy. Rồi mã 5 này, đẹp chưa? Mã 5 cho em. Rồi chia sẻ đây em chỉ cho chị nào chia sẻ. Em cho chị nào chia sẻ lại chi mã 5 kèm số lượt chia sẻ, quên mất đấy. Em chỉ cho chị nào kèm số lượt chia sẻ thôi nha. Quên mất từ nãy giờ chốt hàng với chị mà không kèm số lượt chia sẻ. Nào mã 5 cho em 59.000 một siêu phẩm nha. Hôm nay rảnh mà xả hàng mà các chị chia sẻ lại chi cho em nhá. Nào mã 5 59k bây giờ mùa và cái mùa này các chị mua những áo len này là quá đẹp rồi. Mã 5 này đẹp chưa? 59.000 cho em. Đẹp quá. Trời ơi, cái nơi Lender Gucci đó chị ơi. Lender Gucci mã 559.000. Chỉ cho chị nào chia sẻ là chị thôi. Ok chị Hoan Bella một cái này. Rồi mã 5. Ok Trương Nguyên một cái. Rồi ok Hiên Trần một cái hết. Mã 5 trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. 59k luôn rồi nhá. 59.000 luôn. Đấy đẹp chưa thế này. Rồi ok chị Nguyễn Mai rồi hết rồi. Em chỉ đọc tên chị nào bình luận lên đầu kia thôi rồi nhá. Rồi ok mã 559k. Mùa này chị tiếp làm gì rồi nhá. Mua hàng nhanh tay cho em. Rồi mã 6 này. Nào nhanh tay hôm nay xả lộn xộn hết mã 5 rồi các chị comment sau là không được đâu tình yêu nha, phải theo dõi em đi nha mọi người. Rồi mã 6 là bộ Gucci này, bộ Gucci nhá, bộ Gucci màu trắng này, bộ Gucci một màu trắng, một bộ duy nhất cho một chị nhanh tay nhất nha. Bộ này là size gì đây nào, cho em bộ Gucci nơ này, bộ Gucci nơ 140.000 130.000 cho chị luôn, cho em bộ Gucci nơ 130.000 nha mọi người nhá. Để cái này là màu trắng hơi bụi bụi một chút là tuyết xả cho các chị về giặt nha, lỗ vốn rồi. 130.000 bộ Gucci quá đẹp luôn, đây là bộ Gucci nhá. Đây mình nhìn chưa, bộ nơ Gucci này 130k cả bộ luôn. Cho chị em mã là mã bộ Gucci 130.000 size bao nhiêu cân thật vừa luôn. Em thật đẹp lắm. Bao nhiêu cân thật vừa nha mọi người nhá. Đấy mình nhìn chưa, đây. Nói chung là cũng kiểu bao nhiêu cân mặc vừa với chị thì vì nó cũng kiểu là size và nó size mờ mà. Tự nương với size S cũng mặc được và size L cũng mặc được. Nào bộ Gucci 130.000 nhá. Các chị chốt hàng kèm mã kèm số lại cho em. Bộ Gucci này cho em bộ chia sẻ, em chỉ chốt chị nào đã chia sẻ hộ em thôi các chị ơi, chia sẻ ở nhiệt tình lên hộ em đi ạ. Mã 3 của chị nào bộ Gucci. Mã 3 bộ của chị nào đây? Cho em bộ Gucci các chị ơi, nhanh tay cho em nào, bộ Gucci. Chốt cho chị nào chia sẻ nào, bộ Gucci 26 ok mã 6 các chị ơi, cảm ơn cho em bộ Gucci đi, em chẳng biết các chị đang lấy cái gì cả, em quên mất mã rồi. Em đọc là mã 6 à? Nào bộ Gucci của chị nào đây? Dày lắm luôn các chị. Dày lắm luôn. Đấy là mã gì nhỉ? 54 cân vừa nó size M nó tương đương với gần size S với cả size L đấy. Nói chung em bảo là bao nhiêu cân mặc vừa là cũng tương đương với size M là bao nhiêu cân mặc vừa đấy. Nói chung là cũng gần như S cũng mặc được mà L cũng mặc được luôn, thế mới khổ nó size M mà. Nào mã Gucci của chị Lan Mai bộ này. Lan Mai bộ đi. Ok chị Hằng Nguyễn bộ rồi hết này. Anh sẽ đi chốt không? Thôi chốt cho anh sẽ đi bộ nó là hết này. Ok anh sẽ đi bảo kệ cơm nhi hết rồi nha, hết rồi các chị ơi, hết rồi nha. Chị nha chốt hàng nhanh tay cho em. Rồi lên trên mã 10 hết rồi các chị nha, hết rồi các chị ơi. Hôm nay duy nhất hôm em xả lộn xộn để chi ân các chị đấy ạ. Nào đưa mấy bộ nhiều không thôi. Rồi mã 10 nha mọi người, nhìn thấy chưa? Mã 10 này, xả chị ân nhá. Mã 10 55.000 mã 10 cho em. Có một cái màu nâu, một cái màu vàng. Cho chị em mã này mã nâu hoặc vàng cho em 55.000 nhá. Nâu hoặc vàng cho em 55.000 len lì cao cấp nhá. Nâu hoặc vàng cho em các chị chưa? Đẹp chưa len lì này. 55k nha, hôm nay rảnh mà các chị ơi, chốt hàng ưu tiên chị nào chụp ảnh màn hình nhắn tin nhá. Rồi chị ơi, mã này là mã
comment cho em mã là mã nâu hoặc vàng cho em 55.000 nhá. Nâu hoặc vàng cho em 55k một cái len lì. Comment nâu hoặc vàng cho em nhá. Cứ comment em nói gì cứ chị comment đấy cho em để xếp hàng cho nhanh. Nâu hoặc vàng cho em 55k thì yêu nha. 55k một cái nâu hoặc vàng. Nâu. Ok chị Hoan 15 chốt được ưu tiên một cái màu vàng. Ok nâu hoặc vàng cho em, nhìn thấy chị kẹo bông mà chốt hàng cho em đi nhá. Ok chị màu một cái chị Nga Nuti màu nâu này. Ok chị nhá. Rồi màu vàng chị Hương Nguyễn phải lên số ngoại Đài Ngô phải ok mã 10. Hết rồi nha mọi nhá. Tiến Nguyễn ơi chắc là bị ẩn comment đấy chị để đi lên ăn để chị cứ tương tác chia sẻ lại chị em nhá. Đây mọi người cứ từ từ nào nhá. Nhiều lắm luôn các chị. Nhiều lắm hôm nay sản lộn xộn mà ưu tiên chị nào nhắn tin trước. Nào bộ nỉ bông nào, còn một bộ duy nhất này, bộ này màu cam này. Bộ này. À ba bộ và một xanh và một bộ màu cam, nỉ bông đúng không? Em xả này. Xả lỗ lắm luôn như cho nào, luôn. Nào sốt luôn, xả rẻ hơn cho nỉ bông cho em nỉ bông này, đẹp chưa? Nào xả chị nào, bao nhiêu? Xả chị nhá, 79.000 cả bộ luôn, cho em mã là nỉ bông. Màu gì kèm cho em màu đấy, có màu xanh và màu cam, 79k cả bộ luôn, cho em nỉ bông kèm màu kèm thoại nhá. Có màu xanh cũng rất đẹp này. Nỉ bông xanh hoặc nỉ bông á, đưa combo giữ nhiệt chứ ơi. Nỉ bông xanh hoặc nỉ bông cả, đưa đây chứ ơi. Nỉ bông xanh hoặc nỉ bông vàng cho em 79k. 79k một nhá, cho em nỉ bông xanh hoặc nỉ bông này cho em 79k cả bộ luôn. Ok chị đồng nha bộ này. Rồi mọi người comment cho em, Trang Nguyễn là nhắn tin Zalo nha. Ok nỉ bông chị kẹo bông lấy cam này. Ok, cam hoặc xanh cho em. Ok nha các chị nhá, chốt kèm mã cho em 79k cả bộ rẻ lắm mà. Ok chị Hoan Bella xanh này. Ok màu hồng chị Minh Phương Nguyễn, ok chị Hoàng Thúy rồi hết này. Ok chị Trương Thúy này. Rồi ok, tiếp tục này chơi xả hết luôn. Nào mọi người chia sẻ livestream bức thuyết nha. Chia sẻ livestream giúp em đi cô chị ơi. Nào combo giữ nhiệt này. Trời ơi, toàn 100k ba cái, mua về mua thêm nữa nhá. 100k ba cái mặc áo này. Nào cho em combo giữ nhiệt nào chị ơi, chia sẻ livestream giúp em nhá. Hàng này hàng đẹp đấy. Nào chốt cho em mã này, hàng dày chứ không phải hàng mỏng đâu. Hàng này là hàng Quảng Châu nhé em nha, lấy về xả luôn. 99k ba cái cho em combo giữ nhiệt. Combo giữ nhiệt cho em 99k ba cái. 99k ba cái đúng, còn đúng là 5 combo thôi. 5 combo cho em 99k. 3 màu nhá. 99k ba cái luôn combo, comment cho em combo giữ nhiệt. Em thật các chị mua về các chị lấy thêm, hôm nay có mấy chị lấy thêm mà em bán lâu lắm rồi mà hôm nay các chị còn lấy thêm cơ. Nào comment cho em combo giữ nhiệt 99k ba cái. À hàng dày dặn không phải là hàng mỏng manh đâu. Bên trong sang. Bông đẹp lắm, sang lắm luôn, các chị mặc đi chơi thoải mái luôn. 99.000 ba cái, em nói thật em lấy hàng cũng phải sang mình lấy, còn riêng quê mặc lên mà quê đẹp không bao giờ mặc em cũng lấy nhá. Nào các bạn xem combo giữ nhiệt 99.000 ca ba cái này. Ok chị Hiên Trần để lại xem số điện thoại mã cho bông chị. Rồi các chị ơi, combo giữ nhiệt 99k ba cái các chị nhá. Hàng này là hàng nào, Quảng Châu, hàng có hàng dày. Quảng Châu luôn, đẹp cực kỳ luôn, không phải hàng một lớp nha. Nào chị có 3 màu, để lại xem combo giữ nhiệt cho em. Rồi ok, combo giữ nhiệt kèm số điện thoại giùm em. Màu nào rất là đẹp. Ok bé Trạch, ok Quỳnh Anh. Màu da nhá. Ok Trang Linh. Màu đen này, màu da. Rồi rẻ 99.000 ba cái. Còn em bảo em làm okay, chị luôn. Bích Phương này, ok Minh Nguyễn này. Lấy thì bông lấy combo giữ nhiệt bông rất là lâu rồi. Mà các chị vẫn còn lấy luôn các chị nhá, vì các chị bảo là đẹp quá đấy nhá. Quan trọng là rẻ. 99.000 ba cái, cứ để lại combo nỉ bông. Rồi các chị ơi, cứ để lại combo nỉ bông kèm số điện thoại giùm em nào. Ok Phương Thảo Lương, ok Ngọc Bích, ok Liên Nguyên An, ok Triệu Mẫn nè. 99k rẻ quá trời, chất của nó dày. Chất đẹp lắm nào, combo ok Thúy Ngân, ok Lê Nguyên Anh, ok Phương Nụ Vũ. Ship 25 đến 30.000 đã. Ok Nguyễn Hạnh. 99.000 ba cái, ship cho em từ 25 đến 26.000 đến 30.000. Ok Huy Mẫn này, ok Triệu Mẫn. Chỉ cần để lại xem combo giữ nhiệt cho em nhé. 99.000 ba cái. Ok Tuấn Lan, ok Trang Nguyễn, ok Thơm Nguyễn. Đấy chị ơi có 3 màu nhá. Rồi combo giữ nhiệt kèm số điện thoại giúp em. Đây là hàng Quảng Châu, em xả cho các chị để em xả dưới lộng kho thôi mọi nha. Có hàng trăm combo, 100 combo. Hoa viền trắng lên số. Đấy, đây là đẹp hàng Quảng Châu hai lớp bên trong lớp. Ok Đông Nguyễn. Nó không phải hàng mỏng dính đâu chị, okay, em mặc lên là sang như này các chị biết là cũng hàng đắt luôn. Lên cho em combo okay, giữ nhiệt cho em 99.000 ba cái luôn. Một cái màu rêu, một cái màu đen và một cái màu da như em mặc nha, quá đẹp luôn. Lên cho em combo nỉ bông kèm số điện thoại với nha. Hai combo nỉ bông cho em, ok cà ri này. Rồi à, quên là combo giữ nhiệt. Ok chị Nguyễn Hương này. Rồi ok chị Đông Hương hàng đấy, ba màu ba khác nhau luôn. Đây. Hàng cao cấp, mẹ hàng đẻo đâu. Hàng cao cấp em mặc thử màu rêu chị xem nhá, hàng mà nó thể là mùa này các chị có cái áo giữ nhiệt bên trong các chị mặc. Ok Đậu Thúy này, đẹp ok Ngọc Nữ này, ok kẹo bông này, ok mắt to, ok hoa hồng ngọc này. Trời ơi, cái chất của nó em nói thật là mềm dày chứ không phải cái loại mỏng tanh nhìn quê mùa đâu chị ơi nha. Nó dày nó đẹp lắm luôn. Đẹp cực kỳ luôn, 99.000 ba cái lẻ trăm combo này. Tính ra có ba mấy nghìn chiếc ạ. Combo giữ nhiệt kèm số điện thoại cho em, combo kèm số điện thoại. Ok chị Nguyễn Hằng ơi, chị lên số em là được. Ok chị Nguyễn lên số nhá, 55 cân vừa chế ơi, em mặc thử màu đây các chị xem nhá. Không có một màu nào xấu luôn. Ok Đinh Thị Nhiên. Cái màu biết đang mặc không? Rất là sang luôn. Đây đó. Ok Yên Yến. Bây giờ ví dụ nhá, bây giờ em sẽ phát thử cho các chế là một cái áo da hay là một cái gì vào nhá. Áo da. Đây nhá, bây giờ em thử mặc các chị luôn. Cái áo này các chị mặc cùng cái mùa này rất là hợp. Bây giờ ok Nhận Hồng. Bây giờ Trang Nguyễn một cái áo da để các chị xem nhá. Ok Thị Duyên. Nó sang như nào nhá, từ từ. Nào chị nha, bây giờ em sẽ thử khoác cho các chị xem luôn này. Nào đây mọi nhá, cứ để lại combo đi, còn mày thì chốt đơn mọi nhá. Em đấy, sẽ để bên cho trong chị 200 combo luôn. Mọi nhá, đây mọi nhìn chưa? Ok Nhung Lê Lê, ok Nhung Mít. Em sẽ khoác thử các chị một cái áo da, các chị có thể nhìn sang không?
mà trong khi tính ra 99.000 ba cái chị thấy nó rẻ không? 99.000 một tiền thanh cái số ạ. Không đây nhìn chậm. Đây khoác bên trong áo da này có sang không các chị ơi? Có sang không ạ? Mặc quá bên là ngoài sang cũng luôn. Được. Mặc bên có ngoài chị nhận lại nhá. Cũng được. Đây mình nhìn chậm. Quá là sang luôn nhìn chậm. Đấy. 99k ba cái để là trăm combo số okay, nhiệt nhá. Được chưa? Không hề quê tí nào luôn, cực okay, kỳ là sang luôn. Okay, đấy, cái màu nu này rất là đẹp luôn, 99k ba cái. Ok, ok gian còi. Để lại xem combo giữ nhiệt okay, nhãn hồng. 99.000 ba cái. Phải có số điện thoại mai mới gọi lại được nha. Ok Huỳnh Nguyệt. Đây. Không có lãi đâu nhưng em vẫn gọi lại tư vấn hẳn hoi cho chịu nha. Không lãi rồi nha, 99.000 ba cái. Lãi gì mà chứ làm gì có cái rẻ okay, cái này. Cái ok bỏ khô. Em nói lại không lấy điều các chị là 99.000 ba cái, không chứ các chị là chê xấu. Em mặc lên. Em kết hợp luôn. Em thật là phải đẹp em lấy quê, không lấy đâu. Ok hoa nắng căn đi. Nó rẻ nhưng phải đẹp cũng phải chất nha mọi nhá. Nó phải. Mọi người cứ để là xem combo giữ nhiệt. Ok nhá. Ok chị khoai ngốc, ok chị trang hết 99.000 okay, ba cái. Bây giờ em mới thử các chị lấy một lên số đẹp nhá. Đấy. Rồi chị nào chưa mua được combo thì nhanh chóng mà để lại mã số combo giữ nhiệt kèm số điện thoại mai bên sẽ gọi lại nhá. 99k ba cái không luôn. Không có 99k ba cái thôi mà không lấy thì khổ ghê. Áo da tò bán, áo da đấy, à quên mặc áo da bán luôn. Áo da chứ đặc mặc nha, sale là 240.000 nhá. Chị nào lấy áo da có một áo đủ da size để XL luôn ạ. À. Nào chị này lại trăm combo giữ nhiệt nha, em mặc nốt một đêm. Ok Phượng Hoàng, ok Đậu Thúy, ok Đàn lên ok Hương Ly này, ok Tạ Hiệp này. Nào có 99.000 ba cái đâu, không mua nhanh tay giúp em đi cái nhanh. Nguyễn ơi, cứ gọi hôm nay em gọi lại. Em 200 combo cho 200 chị nha, muốn nhanh tay để lại trăm okay, combo. Ok Trang Nguyễn vào rồi. Em 99.000 ba cái. Áo da màu đen em có đủ size để XL luôn nhá, sale 240.000. Màu rêu đẹp Châu. Xuất sắc như này các chị nhá. Đẹp xuất sắc luôn, mọi người chưa? Rêu đấy. Rêu quá đẹp luôn các chị nhá. 99k cho em, màu nào cũng rất là đẹp của nha, màu nào cũng rất là đẹp, tất đảm bảo luôn. Nào để lại xem combo áo tóc không lâu thôi quá. Nào combo giữ nhiệt cho em kèm số điện thoại nha, em sẽ qua mã này. Có 200 combo thôi, nhanh tay giúp em, có 99k ba cái thì khổ không lấy luôn. Ba màu này, màu nu này, okay, màu đủ rêu, này. Màu đen okay, cho em 99.000 ba cái. Còn ship chỉ okay, rơi vào tầm 25 okay, 26 nghìn thôi nha, ship rơi tầm 25 26 nghìn. Còn biết là bảo okay, chị rơi luôn, cái giá ship còn là quá ra. Rẻ luôn, còn nó ra nhá. Còn tiếp tục này, xả tiếp này. Có 5 cái độ sai. Nào ok, là bắt đầu xả tiếp nào. Cứ để lại combo giữ nhật cho em. Combo giữ nhật kèm số điện thoại. Ok Tuyết Nhung, ok Hải Yến, ok Vệ Lương, ok Lan La, ok Hóa Trần. Mai bên sẽ gọi lại hết các chị nhá. Dù không có lãi nhưng bên em vẫn gọi lại. Ok Xuân Phạm này, có tư vấn hỏi. Cứ để lại số điện thoại bên em gọi nhá. Tư vấn hỏi các chị nhá. Ok Hoàng Thúy này, có len đấy nhá, em xả nhiều thứ lắm, nay xả kho mà. Áo da 60 kg có vừa vì có đến size XL các chị áo ơi. Áo da này đủ size à, chị đang mặc size M này em. Áo da mấy size? Có đủ S, có áo da bây giờ chỉ thấy. Có okay, size M thôi. Bây giờ chỉ có size M, size L thôi. Chắc ở trong túi cũng còn. Ok, Lee Tiger này. Áo da mà nhé. Áo da có size S, M, L, XL luôn này. Đủ size luôn. Ok, mèo mịn áo da đen này. Có 240.000 hàng Quảng Châu sale luôn đấy. 240k có 4 cái đủ size 240.000 áo da mọi người nhìn chất chưa? 500.000 mà xả xuống còn 240.000 mọi người nhìn đi, em mặc size M này quá chất. Nhưng bây giờ Tuyết chỉ còn size M và size M, size L thì size M, size L thôi S không? Có cả size M, size L luôn nha. Đây, một người hàng Quảng Châu 100% 4-500.000 ngoài shop tiết giảm các chị là 240.000. Hàng Quảng Châu đấy ạ. Cho em áo da kèm size 240.000 thôi, mặc sang lắm luôn các chị ơi. 240.000 áo da. Ok nhan hồng cảm ơn. Lên xem áo da 240k mà nhìn chất chưa, quá chất luôn. Chị nào lấy áo da để okay, xem áo tung, da nhá, kèm size M, size L và size S, XL cho em đấy nha. 240k có 4-5 cái thôi. Cho em áo da cho em nhé, 240.000. Ok chuẩn bị áo da size M. Áo da này đẹp lắm luôn. Ok chị Liên có mẫu khác cho em. Luôn mặc mùa này quá đẹp, có nhiều áo da lắm. Áo da 240 nha. Ok này chị thân Quốc Lê này, 240 cái chị ơi. Ok combo 99 Lê Quốc này. Ok combo giữ nhiệt chị Nhàn Hồng. Ok Nguyễn Hoàng Hòa combo giữ nhiệt này. Rồi chị mặc size M. Và tại vì là bây giờ mình là đang muốn 2 cân nhá. Muốn 2 cân là mình hết sẽ ép được sao ấy. Nào chốt hàng áo da nha. Áo da mai mình sẽ gọi nha. Ok Phú Võ, ok từ Bảo Yến combo giữ nhiệt. Nào áo da nha. 18 cân mặc size M chị ơi. Ok Tuyết Nguyễn này. Có mấy cái em sale thôi chứ nó bán đắt lắm. Hôm nọ tranh nhau mà hôm nay có mấy cái hoàn về thì sale thôi. Ok Minh Phương Nguyễn lấy áo da size M này, ok Hương Quỳnh này, chị nào có lấy size XL vẫn mặc được nhá, L với XL vẫn có ạ. Ok bé nào, kem. Bộ này còn 2 bộ này. Nào bộ này còn 2 bộ, chị chia sẻ lại xin giúp em nhá. Bộ này còn 2 bộ này. Nào bộ này nó sắp còn mấy bộ nào. 179k cho em bộ Fendi này. Trời ơi có mấy bộ thôi mà nhá, bộ Fendi 179.000. Ok Dung Anh size L này, Hoa Mẫn size L này. Có chị nào lấy size XL không ạ? Nào chị ơi chia sẻ lại xin giúp em. Rẻ lắm, 240.000 một chiếc áo Quảng Châu đấy ạ. Nào bộ này có mấy bộ thôi các chị nha, xả kho thôi, nó chạy hết rồi mà không biết hôm nay shop có mấy bộ luôn này. Nào cho em bộ Fendi là 179.000 nha, hàng không có bán luôn. 179.000. Shop kho chục bộ thôi. Shop kho chục bộ thôi, chị XL nào lấy có Fendi ạ. Này, chị nào okay, lấy Fendi comment Fendi okay, cho em nhé. Ok chị Minh Nguyễn. 179.000 bộ Fendi nha các chị Nguyễn nha. Nào cho em bộ Fendi okay, nào. Quyên Mùi. Ok Dung Lê. Bộ Fendi 179k, tức còn mấy bộ màu đỏ, mấy bộ màu đen là hết rồi. XL chị Nguyễn lên số ạ. Rồi xem lên số ạ. Bộ em còn đúng 10 bộ nhá.
Nào còn đúng 10 bộ Fendi thôi. Năm đỏ đem đen hôm nay tìm thêm đấy các chị ơi. Này rồi còn đúng 10 bộ Fendi em sẽ sale các chị luôn với giá là 179.000 một bộ các chị ơi nha. Rồi còn đúng 10 bộ là 5 bộ đỏ và 5 bộ đen thôi các chị ơi. Bộ Fendi các chị ơi nha, bộ FF này ạ. Bên em sale với giá là 179.000 một bộ. Chị nào thích có thể lên mã bộ bộ kèm số điện thoại giùm em các chị ơi nha. Em sẽ mặc hẳn hoi các chị xem có size nha các chị ơi. Chị Nguyễn đã lấy size XL lên số nào chị ơi. Ok rồi sẽ phạm size XL này. Ok thiên yết này. Bộ Fendi còn đúng 10 bộ đấy, không nha, này. Bộ Fendi này các chị ơi đẹp lắm luôn, các chị để chọn đấy bộ Fendi này. Cho em bộ Fendi nhá, em mặc có mỗi 5 bộ mà thôi, em mặc hẳn hoi các chị xem nhá. Rồi chị ơi bộ Fendi này hình như là hết hàng rồi chị nhá, hàng này em chị ân là hết rồi, đẹp tuyệt vời luôn, hàng chuẩn lắm luôn. Nào bộ Fendi 179.000 cả bộ luôn các chị nhá, chị nào chốt bộ Fendi cho mình xem bộ Fendi này. 179.000 cho em B1 kèm số điện thoại, có màu đen màu đỏ nhá, mỗi màu 5 bộ đây. Nào cho em mã là mã Fendi B1 kèm đỏ đen cho em. Nào có một trên B1 kèm hai màu sao nhỉ? Có mỗi năm mỗi bộ 5 bộ thôi mà mang hàng gì? Thôi. Nào bộ Fendi này các chị ơi, các bạn xem B1 kèm màu kèm số điện thoại cho em, mọi người nhìn hàng chuẩn chưa? Trời ơi, đẹp lắm luôn nha. Mọi người nhìn chưa? Đấy. Nào B1 kèm màu đỏ màu đen giá là 179.000 cả bộ luôn nha mọi nhá. Con mỗi màu 5 bộ thôi. Tôi xem mã là mã B1 cho em kèm màu đen màu đỏ cho em 179.000 cả bộ luôn. Ok. Ok văn mày bộ ok chị Miên Linh quá chuẩn luôn chị nhớ chưa? Đấy. 179.000 cả bộ luôn nhá, không phải là một cái áo hay quần đâu. Rồi ok chị Cam Lục Yên ok chị gửi anh nha. Này. Cho em bộ B1 này. Bộ kèm số điện thoại giùm em nào. Trời ơi đẹp ok ngân thấp này. Này. Đẹp xuất sắc okay, thương hiệu cao cấp nha, để xem B1 nhanh tay cho em nào. Ok chị Phương Anh Nguyễn ok Thẩm Nguyễn còn mấy bộ thôi, chị nào chưa mua được thì nhanh chóng mua không bao giờ về nữa đâu. Ok Thơm Phan. Rồi chị Linh Nguyễn nha. Ok Thảo Nam, ok Thảo Bi này. Nào chất Umi có không phải nỉ tất cả đâu. Chất Umi cao cấp của nhau đây, nhớ chợ 179k cả bộ luôn, nhớ chợ quá. Ok Chu Ly. Nào, cho okay, em mã B1 kèm màu đỏ okay, đen cho em nhé. Giá chia sẻ là chỉ 179k có ít thôi mà nha, để lại chân B1 kèm okay, màu kèm số này cho em nha. Đẹp lắm mọi người đây này. Đẹp thật sự màu này đẹp đấy. Đẹp lắm các chị ơi, đẹp thật sự luôn các chị ạ. Ok, hoa Google. Mùa này không có bộ này thì không có. Ôi mùa này các chị nói thật là em okay, bán mấy bộ rồi, mùa này các chị mà không có bộ okay, này quá tiếc luôn. 179.000 lên mã sản phẩm B bộ à, lên mã sản phẩm bộ kèm số điện thoại giúp em số em 1 triệu nha. B1 kèm số điện thoại. B1 kèm màu đỏ, màu đen. Ok Chu Nguyễn Thị Lê, ok Hà Hồng. Thật sự rất là đẹp. Ok Mai Hương. B1 kèm màu kèm thoại cho em 179k cả bộ luôn. Trời ơi mua cái áo này đã 250 rồi. Mua cái áo này đã 250 rồi, đừng nói cả bộ chứ bán 179.000 cực kỳ lắt rẻ luôn nhá. 179. Ok Mạng Yến, ok Đăng Hoa. Đây quá đẹp luôn. Nào ok Mai Hương. Có ít lắm. Bo gấu đấy mà. Nào B1 kèm okay, màu Nguyễn kèm thoại này, nhà em có đủ size các chị ạ. 179 okay, đủ size luôn. Ok Liên Minh, ok Vũ Vi còn mấy bộ sót kho thì chị nào thích thì nhanh chóng vào đặt hàng nhá. Đỏ cỡ mờ Huyền Nguyễn phải lên số em mới gọi đẹp được nha. Ok Tiên Ngô, ok Quyên Bùi. Bán bao nhiêu bộ đấy luôn. Ok Hoa Ngình Trắng, ok Ngọc Ngọc Hiền này. B1 kèm màu đen màu đỏ giúp em, có mấy bộ thôi nha. Thấy chị Mai Nguyễn mà chị ơi. Ok Nguyễn Hạnh kèm màu em nha các chị yêu nha. B1 kèm số tại màu đen sang gì? Màu đen màu đỏ đều đẹp. Ok Lê Phương, ok Kẹo Bông. Ô xa sĩ lời Hạng Nguyễn ok, ok Phượng Linh. B1 này, rất là đẹp luôn. Đấy em mặc xem mờ. Ok Thẩm Nguyễn, ok Lê Phương. B1 này, em mặc xem mờ hay rộng. Ok Vân Mai. B1 cho em kèm màu đỏ màu đen cho em. 179.000 các chị yêu nha. Đây các chị nhớ chưa? Trời ơi sang quá luôn các chị ơi, 179 quần. Đông Hương à, lên ok chị. Ok Bảo Hân. 179.000 ok Minh Sinh Sinh. Mặc mùa này okay, thực sự rất là hợp luôn nha. 179k chị nào lấy lại là trăm mã này là mã. B1 kèm số điện thoại kèm màu giùm em các chị nha. 179.000 thôi, em xả mấy kho em cho các chị đặt không? Em muốn lấy thêm này. 179.000 thôi ạ. Ok chị Thanh Tâm, ok chị Hà Lê, ok chị Mai Luyến này. Có xỉ nha chị ơi. 60 cân vừa khít luôn. Ok, okay chị Nguyễn Thị Giang đủ size và 179.000 các chị đừng tiếc okay, thì là con mua áo ra lát em sẽ xả tiếp còn mấy bộ ra nữa cơ. Ok vì luôn bạn. Chị mặc cái mùa này okay, bộ này rất là hợp luôn. Đây mình nhìn chưa? Ok lệ rơi. Đây, không phải mẫu ma đâu. Ok Nhâm Nhi. Nào 179.000 cho em bộ này, bộ ok Minh Hằng. B1 em qua mã nha vì hết rồi mọi người ơi. Đẹp quá. 70 cân không vừa đâu. Ok chị Đăng Hương. Các chị ạ. B1 cho em nha. Có Chen Anh Phương chốt rồi đấy mọi người, B1 ok Nhâm Nhi, ok chị Huyền Phùng đỏ đen rồi, ok Nhâm Nhi bên này hai Nhâm Nhi à, ok chị Hiền Trần nha. Rồi B1 cho em qua mã này, nhanh tay giúp em đi các chị ơi. 179 ok chị Thu Nguyễn Thị này, 179 ok chị Hà Hồng, 179 đủ size ok, okay cô chủ nhỏ này yên. Rồi chị ơi để lại xem B1 kèm màu đỏ màu đen cho em rồi nhá, được chưa, em qua mã này. Ờ còn nó ra mấy em ok chị Hạnh Phúc lang thang đây, bỏ ra như này nhá mọi nhá, đây rất là sang chảnh, em qua mã rồi nhá vì nó hết rồi, hình như là còn mỗi 15 hay bao nhiêu bộ ấy nhá. Em gọi chị nào trước thì được. Em mấy nghìn bộ bây giờ nhá. Chỉ còn mười mấy nào, bộ thôi. B1 ok Lily. Cho em kèm màu đỏ màu đen cho em kèm thoại đây. Giá của nó đây. Ok Phương Nguyễn, ok Tam nói Phương. Rất là đẹp. Ok Nhung Trần. Ship em từ 25 đến 35.000 tùy số lượng các chị lấy nhiều ít. Ok chị Mai Linh, ok xứ sở Kim Chi này hết rồi các chị yêu ơi. Thì em được gói chiết khấu 20% cơ. Ok Son Chi này. Ok, qua mã. Ok Thanh Hiền, ok Nguyễn Hà đặt lại cho em 1 phút để em qua mã đây. Em Mai gọi thêm mấy tay ơn. Mai gọi thêm mấy chị ơn các chị luôn. Ok chị Vân Mai em chốt mà có để số điện thoại đi em chốt cho. Đây, giá nghiêng của nó okay, đây. Ok Yến Nhi Lê, ok Kẹo Bông, ok sang Tuấn Lân. Sang luôn nhỉ. 179.000 nhá.
Đẹp lắm đấy chị ạ. À? Ok, xanh tâm nguyễn này, chị nào gầy gầy lấy đỏ giùm em. Ok, đen thì tự nhiên nha. Rồi B1 cho em kèm màu đỏ màu đen giúp em nhá. Em qua mã bộ khác. Ok, Dung Hoàng, 48 cân mặc vừa mà, em đang mặc size M, em mặc bừa này. Bộ là em mặc thật sự bộ lịch tinh, lúc thì mặc size M, lúc mặc size L. Vì bộ nhà em nó co giãn nhiều nên là em cũng mặc lịch size tinh ấy, em không quan tâm size mấy đâu. Chỉ có chị nào to quá thì còn quan tâm thôi, còn chị nào mặc size S thì size M cũng chu được nha. Đây, B1 có hai màu đỏ và đen, chị nào lấy comment đỏ cho em thì lấy comment đỏ, lấy đen comment đen giúp em nhé, 179k cả bộ. Trang Tây phải lên số của em ạ. Chị yêu cầu mặc màu đỏ thì tiếp mặc màu đỏ cho chị xem một chút nha. Đây. Đấy, màu đỏ đây, quá là đẹp luôn này chị. Ok, Hoàng Luyến. Đây mọi nha, đây là viền này. 179k okay, đỏ tài minh. Và 179k đen cho em 179.000 nha mọi nha. Rất là đẹp luôn. 179k đỏ, 179k đen được qua mã này. À mình bán nó trắng á, mình bán nó không bán nó trắng nữa. Ok, kẹo bông nha. Nó qua mã nha mọi nha. Chị Hoa heo bự ơi, lấy hai bộ phải lên số giúp em đi ạ. Em không còn nhiều đâu, chị phải lên số nhanh nhá. Nào qua mã nha. Bộ Gucci còn mấy bộ đây? Bộ Gucci còn độ 2 kg. Nào bộ Gucci nào còn đây, đây, bộ đây. Đây đây. Bộ đen nào. Đây đây. Gucci á? Cái còn độ chục 5 bộ 6 bộ gì đây? 5 bộ 6 bộ. Ok Trang Tây, ok Huyền Nguyễn này, Hoa Lan phải lên số giúp em nào. Ok chị Mỹ Ngọc này. Lên số giúp em để mang lên chốt đơn nhá. Nào bộ này có 5 bộ nào. Tổ toàn là sợ kho lộn xộn nên các chị ơi không có lãi đâu. Ok Thu Lê, ok Vân Bùi, ok Mai Luyến, ok Thắm Nguyễn nhá. Chốt cho chị Tú Nhiên rồi nha chị ơi, thấy chị ra linh lê luôn nhá. Hôm nay xả kho lâu lắm em mới xả kho lộn xộn nên các chị để nhanh chóng là vào một sân hàng rẻ nhá. Bộ này có 5 bộ, chị nào lấy các món trên bộ Gucci này. Còn đúng 5 bộ thôi. Bộ này còn 5 bộ nhá. Bộ này hàng cao cấp hẳn này. Bộ này không về thêm nên 199.000 nha. Bộ này là B2 hộ em. B2 nha mọi nhá, hôm nay xả kho lộn xộn mỗi một bộ ấy. Gọi không nghe máy. Đây mọi người nha, B2 này siêu phẩm Gucci nhá, 199.000 thì cứ chờ cho em Gucci này. Đẹp lắm. Dưới 55 cân có size S M thôi nha mọi nhà. Cái này hết size L rồi, em nay rút hết size L rồi. Ế mỗi size S M thôi. Nào chị ơi, các bạn xem mã là mã Gucci này, đẹp tuyệt vời luôn. Gucci cho em nha. 199.000 Gucci này, tối tóc này. 199.000 Gucci cho em mã là mã B2 này, đẹp chưa chị ơi? Riêng cái áo này các chị mua đã 300.000 rồi nha. Chất đẹp kỳ luôn, mọi người chợ quần này, quần bao gấu nhá. 199.000 cho em bộ B2 có 5 bộ duy nhất, size M, size S, size M. Rất là đẹp luôn. B2 cho em rồi nha. B2 cho em rồi nha. B2 cho em rồi. Trời ơi, ok. Hiểu ngập. Ok, chị Hoa giếng trắng. Ok, B2 cho em 199.000 hàng siêu phẩm luôn này nhớ chợ. Đấy, rất là đẹp luôn. B2 cho em nha. Có mấy bộ thôi. B2 cho em rồi nha. Có mấy bộ thôi rồi nha. Ok, Lê Mai này. Rồi mọi người nha. B2 cho em kèm. Ok, Nguyệt Bảo. Có 5 bộ thôi. Đấy, quần của nó bao gấu này. Đấy. B2 cho em nhanh nha, qua mã này rất là khó chịu khi mặc bộ, em phải đứng lên nhiều xuống nhiều. B2 phải lên số điện thoại giùm em, thơ Sweetly lên số ạ. Ok Hà Lê. Ok Vân Nguyễn lên số giùm em. Em có 5 bộ thôi, không về nữa. Em qua mã rồi nha. B2 cho em có 5 bộ. Này. Ok Vân Mai nha. Ok Phương Bảo nha. Ok Heo Bụi còn đúng 5 bộ thôi, chị nào lên số nhanh thì chị ấy được nha. Ok Nhâm Nhi này. Ok Mỹ Ngọc này. Ok Nguyễn Hạnh này. Rồi qua mã nha. Rồi em sẽ qua một cái này nữa. Ok Hồng Thanh nha, ok. Ok Trang Casi này. B2 có đỏ không? Có đỏ đâu, còn đúng 5 bộ đen thôi chị ơi. Ok An Bình này. Áo đâu? Ok Triệu Hồng này. Bộ đen đâu? Nào bộ này B3 này có mấy bộ xả nốt không, xả len gì nhá. Mấy bộ xả nốt không? Có mỗi đen đỏ. Em sẽ quản nốt cái mã bộ này là hết rồi nhá. Nào B3 nốt hết bộ rồi nha, là hết bộ rồi, không lấy bộ đâu. Em ngưng chạy bộ em không lấy bộ đâu. Sao gì? Ok Vân Nguyễn này. Ok Phương Bảo nhá. Mặc bộ mệt lắm. Em mặc bộ em phải like cái like. Chốt chị lại rơi rồi. Còn ok Nguyễn Bảo. Ok Phương Trần. Nào B3 của em có 5 đen và 5 đỏ hết này. 199k bộ siêu phẩm cổ này. Cổ này cổ cao rất là đắt mà tuyết cũng hạn chế lấy hàng đắt luôn. Nào. B3 cho em 199k hàng đắt nha vì nó cổ cao. B3 cho em nhá vì em đang rất là ngại xả bộ vì em đứng lên ngồi xuống em đeo giày rất mệt luôn. Nên là em chỉ có 5 bộ để em xả. Mất công thì em xả luôn nhá mọi nhá. Nào B3 chị ơi, Gucci này, nhìn sang chảnh không? Đấy chị ơi, nhìn đây. À nhá, mọi người nhìn bên ngoài nó sang lắm chị ạ. Đấy, bộ này đắt tiền lắm, nhìn là biết đắt tiền rồi thật sự luôn á. Mấy chị nhìn là các chị biết là đắt tiền rồi. Năm đỏ, năm đen đủ size luôn. Chứ em mãi là mã B3 cho em cổ cao rất là đắt luôn, viền Chanel theo trực tiếp luôn. B3 199.000 nữa chị nha. Các chị nhớ chưa? Đấy, có năm đỏ, năm đen thôi, 199k. B3 em còn đúng năm bỏ năm đen thôi, hàng Quảng Châu. B3 thật sự rất là đẹp, hàng Quảng Châu. Bộ này là hàng Quảng Châu, tin cam phép các chị luôn, nhìn chưa? Mọi người nhìn biết là dáng nó đẹp, nó xuất sắc nhưng nó sang chảnh thế nào nhá. B3 này, 199.000. Ok chị Mi à. Luôn. Có 5 đỏ, 5 đen chị nào okay, chốt. Ok Nguyễn Thương kèm màu rồi em ạ. Kèm màu cho em chị ơi, B3 này. 5 đỏ, 5 đen nha. Ok Yến Nhi Lê, ok Minh Phương Nguyễn, chị nào gầy gầy lấy đỏ giùm em. Chị nào lấy gầy gầy lấy đỏ, thề okay, đỏ đẹp lắm luôn. Ok thơ xuống đi. Ok câu chuyện nhỏ, ok. Nào B3
kèm màu đen màu đỏ cho em 199.000. Thật sự nhìn qua là biết hàng bát nha mọi người, thật sự luôn đấy mọi người. Lấy chuyện ơi, quần nó viền nó rất là nổi ạ. Mọi người thấy viền nó nổi không? Nhìn qua là biết hàng bát nha mọi người. 199k, hàng này hàng nhập đắt hơn tất cả những loại khác vì nó cổ cao nha. Rồi B3 kèm màu, ok chị Hương Lục, ok chị Yến Gà, ok chị Lê Huệ Linh này, 199k mọi nhá. Có mấy bộ thôi nhá. B3 kèm màu đỏ màu đen cho em kèm hình họa nhá. Em không đeo giày nhá. Vì hôm nay không đeo giày. Em ok Giang Trần, ok Thanh Huyền, ok Thủy Linh. Quần bao gấu này. Ok Quyên Hồi. Chị em riêng có chị mua những quần lép lên này kiểu này mà chợ đã tầm 120 rồi. Ok Lê Chí Quỳnh. Còn cái áo này okay, chị mua ngoài shop bét nhất phải 250-300 nghìn mà cả bộ có 199k, chị thấy nó rẻ cực kỳ luôn. Cho chị em mã là mã B3 cho em kèm màu đỏ. Cổ cao rất là ấm ạ. Ok heo bự, ok Nhi Nguyễn. Mà mấy chị đi xe máy chị mặc quần này rất là hợp nhá. Nào B3 kèm màu đỏ, B3 kèm màu đen cho em 199k thôi. Ok Hương Lục này. Các chị ơi mặc thử màu đỏ này. Đây vậy nhá. Ok hàng Hoàng Nguyễn ơi, các chị cứ lên B3 kèm số điện thoại dùng shop em để em chốt đơn nha. Ok Hạnh Phúc Lang Thang, ok heo bự, mà cổ cao rất là đắt các chị ạ. Ok Giang Trần, ok Minh Vũ nha. Ok Quyên Bồi. Nào B3 kèm màu đỏ. Ok Đông Hường Hà này, ok Phú Võ nha. Ok Phạm Hằng này, ok Ngọc Vy này. Nào em mặc thử màu đỏ này. Ấm hết rồi các chị ơi. Thần hết rồi, em qua mã em lai lên nốt nha mọi nhá. Bộ mệt lắm, em này em đứng ngộ em mệt lắm. Nào B3 kèm màu đỏ nốt cho em nào. Ok chị Nguyễn Anh Tuyền em chốt rồi nha. B3 đỏ chị ơi, chị nào chưa theo dõi em thì nhanh theo dõi giúp em nhé. Hôm nay em không đâu có chị theo dõi. Nào B3 màu B3 đỏ kèm số điện thoại kèm màu bên em sẽ gọi em màu đỏ màu đen cho em. Các chị nhá. Đây mọi người nhìn chưa? Em là gầy thì em cấp áo lên mọi nhá. Chị làm một cao rồi bỏ áo xuống. Màu đỏ này rất đẹp luôn. Ok Giang Nguyễn này, ok Minh Minh này, ok Thúy Su Su. Khói hết ông áo đâu chị ơi, nhà em cứ bộ nào là hết ngày hôm đấy. Cô. Nào B3 cho em kèm màu đỏ màu đen cho em nhá mọi nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Ok Hà Lê. Theo chuẩn nét luôn mọi người nhớ chưa? Cái bộ này đi xe máy rất là hợp luôn mọi nhá. B3 kèm màu. Ok Bảo Khánh, ok Thanh Mai Bùi này. Rất là đẹp đi. Đấy. Đỏ đen cho em 199.000 mã nhá. Ok Nguyễn Nga. Ok Nguyễn Nga này. Rất là đẹp luôn, 199.000 có hai màu, màu đỏ và đen. Trần, nào chốt lại cho em B3 kèm màu đen. Nó đủ size mà không phải size đâu các chị nha. Dưới 62 cân mà vừa mọi người nhìn cái viền theo này rất là đắt tiền hàng Quảng Châu đấy ạ. 199k các chị nhá, 199k màu đỏ màu đen chốt cho em mai B3 qua mã. Ok Lương Dương à. Ok Đồng Năm này. 40 cân mặc được, mẫu 40 cân thôi. Ok Ngọc Thu size L. Rồi lên B3 kèm số thoại nha, em qua mẫu đây các chị ơi. Không đặt được hôm nay là mai sẽ hết luôn đấy ạ. Ok Bầu Công Anh nha. Ok Nguyễn Hà, ok chị Hoa Danh Thị này. Ok Nguyễn Thư lên số giúp em nào. Ok chị Minh Nguyễn này. Em sẽ like nó lên báo ra luôn bây giờ đấy ạ. Chốt chị Sơn Chi rồi nha chị ơi. Ok Sơn Chi có rồi nha. Ok Lê Nhật lại có rồi nha. Ok chị Thảo Ly này. Ok chị Nguyễn Tường An này. Ok chị Hà Lê, em sẽ gọi lại tư vấn cân nặng chiều cao nha, không phải lo đâu ạ. Ok Nguyễn Hương nha. Ok Hoa Kính Trắng này. Hay tìm đi. Sẽ like để nó lên báo ra luôn đấy ạ. Nào qua mã nha các chị nha. Mày đấy. Nào qua mã nha các chị nha. Ok thỏ sushi trắng hết rồi. Xả léo ra Quảng Châu các chị ơi. Nào ra nào, màu đen đâu. Có mấy cái. Không, ôi màu có 3 cái đủ size rồi. Nào mã này như màu đen thế nào. Mã này áo da rồi nha. 240.000 này, chốt cho em 3240. Hai nãy áo da này không đưa cho mã hai áo da hai luôn, không đưa được tinh. Nào áo da này đưa màu đen nào. 240.000 chốt em mã này áo da nhé, đủ size mỗi cái đủ size SML. Mỗi màu bà có 3 cái. Mỗi màu 3 cái đủ size, 240.000 nhá. 240.000 áo da cổ trụ này. 240.000. Ok Mai Ánh Dương. Thấy chị hàng hóa mà. Rồi áo da cổ trụ rất là xịn ạ. Cái đủ size SML. Mỗi màu chỉ có một cái thôi, đủ size SML luôn nhá. Hàng Quảng Châu ạ. Size nhá. Mỗi màu một ly đủ size gì chưa ạ? 239.000 cho em mã là mã. Mã là áo da 2. A2 đi. A2 cho em. A2 cho em 239.000 áo da rất là đắt luôn, tầm 400.000 một cái đấy. Em xả chị 239.000 nhá. Cực kỳ là cao cấp. Chất đẹp lắm chị ơi, nhập tắt cực kỳ luôn. 239.000 nha tình yêu nha. Áo da cổ trụ này, đẹp chưa, sang lắm luôn. Cho em mã là mã A2 nhá. Còn có lép đi nhá mọi người ơi, có lép đi nhá, lại quên. Đây mọi nhá, A2 là áo da cổ trụ nha mọi nhá. Áo da cổ trụ rất là đẹp luôn. 239.000 nha mọi nhá. Đang tóc bù xù quá. 239.000 cho em mã là mã A2 cho em nhá. A2 kèm màu đen này. Có hai cái màu đen, hai cái màu hồng. 239.000 thôi nhá. Cho em mã là mã A2 kèm màu, kèm số điện thoại cho em, màu hồng màu đen size kèm lấy size gì kèm size cho em mọi nhá. 239.000 thôi, rất là đẹp mà các chị ơi. Áo này đẹp mà. Cho em A2 nhưng mặc lên chất cực kỳ luôn. A2 kèm màu gấm lại cho em hồng màu đen nhé. Đau hỏng quá. A2 kèm màu gấm lại các chị ơi. Ok chị Hiền Du nhá. Qua mã nhá. Mệt quá thì mất áo da mới phải bộ mặc mệt hết các người. Rồi qua mã nhá, rất tình yêu nhá. Nó nào lên rồi nghỉ đấy. Nào chị ơi, nó nào lên nha mọi nhá. Chốt hàng kèm mã này lại cho em nhá. Đây, bây giờ xả để nó lên siêu phẩm này.
Ok, da hồng Trinh Hoàng, màu hồng chị Như Nguyễn, ok nha. Rồi bây giờ xả nó lên mỗi màu hai cái thôi nhá. Nào giờ xả nó lên nhé mọi nhá. Chị nào chưa theo dõi em nhanh theo dõi cho em nhá. Nào bây giờ xả nó lên mỗi mã một cái. Hai ok chị Yến này. Nào, A3 cho em một cái áo hoa siêu phẩm duy nhất này. A3 cho em nhá. Nào, Hoàng Yến. A3 cho em chỉ cho A3 một cái duy nhất này. Đây, áo lên nhá. Cho xem A3 có thì nhiều người A3 này. A3 một cái áo lên. Hết áo lên đỉnh ngọc rồi ạ. Ok, Nguyễn Thị Thảo A2. A3 là áo len lông thỏ nhá mọi nhá. Áo len lông thỏ này. Áo len lông thỏ cao cấp luôn. Một cái duy nhất 3D này, 159.000 một cái cho em A3 siêu phẩm nha, đẹp lắm chị ạ. Áo này nhập đắt lắm thề chị luôn. Còn đúng 159.000. Bây giờ chúng mình nhập khúc xỉ được áo len nữa chị ạ. Xỉ áo len đắt lắm luôn mọi người ơi. Nào, áo này mã này là mã A3 cho em nhá, đẹp lắm. Một cái duy nhất A3 này. Đẹp quá nhỉ, để làm cái mặt đi. Không lấy đâu. Để làm cái mặt đi. Không bao giờ về đâu. Nào, không bao giờ về nữa đâu nha. A3 cho em chị nào đây? Chị nào dồn đơn em ưu tiên cho nha. Kèm số điện thoại đầu tiên đi. Ok Nhung, ok Jimmy này. Ok Nhung Lê Lê nhắn tin trước cho em đi. Ok Đài Ngô này, đẹp lắm chị ơi, thật sự rất là đẹp luôn. Áo len tay ngọc á. Có một hồng một trắng. Một hồng một trắng này. Không phải. Có một cái thôi mà. Ưu tiên chị nào nhắn tin trước đi. Ưu tiên chị nào nhắn tin trước này. A3 ưu tiên chị nào nhắn tin trước nha mọi nhá. Đẹp quá. Áo len lông thỏ thì bây giờ không bao giờ về nữa đâu ạ. Không bao giờ về nữa đâu mọi người ơi. A3 này. Vẫn là đâu vậy? Trong cái chỗ như thế này nào. Nào giờ xả để nó lên nha. Đây là hàng cao cấp nặng lắm luôn các chị ơi. Đây là hàng cao cấp đi mọi người ạ. Lấy ra 4 này. A3 hết rồi. Cái trắng nó sao ạ? A4 này, cho ngày trước hai. Hôm nọ em bán hơn 200 cơ. Đây mọi người, A4 này đẹp chưa? Có 159 rồi. Ngày xưa là 259. A4 cho em có mấy cái đây, cho A4 thế nào? Hai màu hồng đấy. Nào A4 siêu phẩm một cái này đẹp chưa chị ơi? Hàng này đắt lắm các chị ạ. A4 mình nhớ chưa? A4 siêu phẩm này. Ở đây không ai mà nó lên này đâu. Hết A3 rồi các chị ơi. Ưu tiên thì nói đi trước nhá. Nào A4 các chị ơi nhìn này. Gọi điện trước vừa các chị ơi, gọi điện trước cho em vào lúc mà tầm 9 giờ sáng mai hoặc 8 giờ nha. A4 này một cái duy nhất này, 169.000. A4 siêu phẩm luôn, nhìn là biết siêu phẩm nhá, đắt lắm. Còn đính hiệp bây giờ xỉ cái này 250 không dám xỉ luôn ấy. A4 cho em rồi nha, A4 này, 169.000. Đẹp tuyệt vời luôn. A4 HTC cam Lục Yên, đây, ok. Đây nhanh thì còn một trận tay hết nha. A4 chị Nguyễn Len ok. A4 các chị ơi, đẹp chưa? A4 cái gì nào đây, đẹp chưa? Ok, về Nhật luôn. Này. Đấy, mọi người thấy chiếc duy nhất thôi. Mặc cái chân váy đẹp tuyệt vời luôn, A4 nhá. Ok, Mai Linh hết rồi các chị yêu nha. Chị nào nhắn tin cho em mới chốt cho. Chị nào gọi điện thì nhắn tin gọi điện. A5 này, hết A4 thôi, đây là A5 này. Đây là cái này trắng giống như hai hồng một trắng à. A5 này, hai hồng một trắng nha. A5 hai hồng một trắng cho em. 159.000 A5 này, đẹp quá. A5 cho em mất tình yêu nha, hai hồng một trắng này. Ok, A4 xuất tài đấy. A5 thì yêu nha, A5 này đẹp tuyệt vời luôn, ngồi xa đấy nhỉ. A5 cho em của nha, A5 này. Đây, mình nhìn chưa, đấy, thấy xuất sắc chưa, hàng này không ai bán mấy đâu. A5 cho em 2 hồng 1 trắng, 159k. Chắc cho em A5 hồng hoặc A5 trắng cho em. 159.000 nha, A5 cho em. A5 nhất thì yêu nha, A5 này. A5 cho em của nha, A5 cho em đi ạ. Đẹp tuyệt vời luôn, 1 trắng và 2 hồng nhá. Đây, len của nó tay nhìn thấy chưa, tay lông thỏ đấy mọi người nha. Tay lên lông thỏ đấy, không phải tay vớ bản đâu. A5 cho em nha, tình yêu. Đẹp lắm các chị ạ, đi mặc đi. Thật sự mặc những cái đồ á, những kiểu này mặc lên lắm. Chắc thân mịn nó đẹp lắm. A5 cho em nhé, 3 hồng 1 trắng. Nào A5 cho em các chị ạ, đọc đi. 159. A59 này. A5 kèm số điện thoại kèm màu giùm em nhé. Mặc màu hồng đi. A5 giùm em đi các chị ơi. Rồi A5 kèm số điện thoại kèm màu hộ em. Ok lệ hàng màu hồng, ok Hoàng Yến màu trắng này. Hết màu trắng rồi các chị ơi. Hết màu trắng rồi nhá. Hết màu trắng rồi, 159.000. Rồi còn hồng thôi. Còn hồng thôi nhá. Hết trắng rồi các chị nha. Cứ mặc trắng là dành nhau trắng. Còn hồng nữa có tình yêu nha. Chị nào lấy hồng comment hồng đi. Có 2 hồng thôi mà. Lấy hồng comment hồng cho em. Còn hồng thôi ạ. Hết trắng rồi nha. Bây giờ chỉ còn hồng thôi nha. Chỉ còn hồng thôi ạ. Đây mình hiểu chưa? Đẹp chưa? Nào cho em hồng đi. Hết trắng rồi nha tình yêu nha. Hết trắng hết rồi. Hết trắng rồi các chị ơi. Hết trắng hồng rồi. Ok thêm một này. Ly này. Nhanh thì còn đi các chị. Hết đi mọi người nha. Hết trắng rồi. Còn hồng 2 hồng không nhanh cạnh hết. Mặc hồng à. Xuất hồng đi ok. Hồng chị Ben lên số giúp em nào. Hết trắng rồi ạ, còn mỗi hồng thôi ạ. A7 cánh rơi, trời ơi A7 đẹp quá. A7 có mấy con này từng là cái cánh rơi đấy chứ. Đây cái màu hồng hay có màu hồng, màu trắng. Đúng không? Xem còn này không? Tưởng tượng thì còn như nào mà. Bao nhiêu còn trắng hay như. Cái màu trắng này là cái gì đây, giống nãy này. A7 cái này. Đây còn hai cái. A3 là mã là A6 này. Ok mi hạ trắng rôn này. Ok A5 hồng và trắng, ok nông bông luôn nha. A6 này toàn là len lông thỏ, len cao cấp luôn rồi nhá. A6 cho em mất tình yêu nha, A6 này. A6 chị ơi, A6 đẹp chưa?
159.000 luôn này, đẹp chưa? Trời ơi, nhìn hoa hết đẹp quá chết mất rồi. Tôi chết mất cái độ đẹp của nó. A6 rồi nha, A6 này, đẹp chưa? Có hai đen à? Có hai đen nha, có trắng nữa nha. Không, trắng. A6 rồi nha, nhìn thấy chưa ạ? 159.000 cho em A6 này. Hai đen thôi. Cho em A6 nhé của nha, A6 này. Đẹp chưa? Trời ơi, 159.000 siêu phẩm luôn á. A6 cho em. A6. A5 hồng ok liên liên. A6 nhá, hai cái một đen đẹp chưa? A6 Lê Thị Hà ok. Mai Linh ok. A6 nha. Mặc được các chị Phương Hoàng ơi. Cứ dưới 70 cân mặc được. 70 cân. A6 anh Suri ok. Này A7 này, một trắng một hồng. Đây trắng đây. Trắng đây này. A7 nhá, tình yêu nha, A7 này. A6 rồi, chị Thúy Linh ok này, A7 nhá, một lên cánh rơi, một trắng một hồng này. 159.000, hàng lỗ 4. A7 một trắng một hồng 159k nhá. 149.000 nhá. 149k cho em A7 này. 149k rồi nhá. Một trắng một hồng 149.000 lên cánh rơi đẹp cực kỳ luôn. A7 cho em rồi nhá. Cấp lên như này. Ok Phạm Thị Hương này. A7 nha mọi nhá. 149.000 lên ông thỏ này tay mọi người chưa? Lên ông thỏ biết là lên ông thỏ này. A7 cho em trắng hồng. Ok nhá. Trúc Bình Trần này. A một trắng một đen. Có ấy, chị Lệ Hằng ơi. 149.000 nha mọi nhá. Đây. Trắng và đen cho em. A7 nhá, 149.000 trắng và đen cho em. A7 trắng Vũ Huế ok chị yêu. Mỗi một cái thôi. A7 có đen đâu chị ơi. A7 trắng HTC cam. A7 trắng hoặc đen. 149.000. A7 không có hồng đâu. A7 đen ngô màu gì ạ? Okay, còn đen thôi. Ngọc Huỳnh màu hồng. Ok nhá. Ok đen thì điên Quỳnh Trần. À chúc Quỳnh Trần điên quên mất. Ok Đài Ngô rồi, A8 này, một cái hồng cho em cho qua áo khoác nhá. A8 này là hết nó lên ông thỏ luôn, không còn cái gì nữa. A8 siêu phẩm nhỉ chưa ạ? 149.000 luôn này. A8 nhá, còn một đen và một hồng. 149.000 đã bán. Áo len nhá. Áo len bên đây là không về thêm vì đắt quá, lô vốn không bán được ở đây nhá. Ok, là, ok chị Thu Cookie. Nhập vật là 190-200 rồi, cả vận chuyển. Ok Đông Hường Hà nhá. Ok Đài Ngô. A9 này, hồng một trắng cho em nhìn này. A9 149.000. Không nhập đâu. Bây giờ đắt lắm. A9 cho em nhìn thấy chưa? A9 này 149.000 nha mọi người chưa? Đẹp chưa? A9 149k cho em, một trắng một đen một hồng. Cứ dưới 60 cân đồng vừa. A9 cho em nhá. 5 cái này không bao giờ bớt đâu. Hàng này hàng lỗ vốn á. Có thích cái sang Quảng Châu đánh cũng chỉ có giá đắt hơn anh em còn nhập đắt hơn khi bán lại cho các chị ấy. Nào A9 nhá mọi nhá. A9 cho em một trắng một đen một hồng này, 149.000. A9 cho em nhá. A9 cho em với tình yêu ơi, một đen một hồng. Đấy, đẹp chưa? Một đen một hồng nha, 149.000. A9 cho em kèm màu kèm lại cho em hồng một đen. Qua mã này. Ok, Nhâm Nhi lấy hồng. Nguyễn Nhật lấy hồng, Lê Thị Hà lấy hồng. Đẹp mà. Ngọc Quỳnh lên số đen giùm em đi ạ. Quyên lên, Thương Thị lên số hộ em. Phát Uzi này. Phát Uzi xả nhá hộp nhá. 129.000. Ok, tính thanh lên lấy đen. Màu đây. Nào khoác oxy rồi nha. Ok, khoác oxy này, 129-120.000 này. Lỗ vốn cho xong. 120.000 nha. Mọi người biết là cái mẫu khoác này nó hot như nào ấy. Bán đều nhiều nhất cũng phải là 150 rồi nha. Vì lại nhập về bên Quảng Châu đó là rơi vào tầm 150 là cả vận chuyển rồi. Bán đều nhiều phải 150. Bây giờ ông xã có chị lỗ vốn này. 120.000 khoác oxy rất là hot của năm nay luôn. Cho chị mã là mã khoác kèm số này cho em, kèm màu khoác xanh, khoác sữa, khoác đỏ cho em nhé. 120.000 khoác xanh, khoác sữa, đỏ cho em nha. 120k nha. Lấy màu nào comment màu đấy cho em. Này các chị ơi, khoác đẹp chưa? Chất lì á, len này len lì đang hot đấy. Nào hot kỳ luôn. Nào khoác oxy nào comment cho em, khoác oxy kèm màu cho em, kèm lại cho em nhé. 120.000 nhá. 120.000 này. Khoác kèm màu kèm lại cho em, màu thích màu nào lấy màu đấy. Khoác này thật sự rất là sang cho ảnh luôn các chị thấy chưa? Nào, không phải cởi đâu. Nào khoác kèm màu xanh, màu đỏ, màu sữa cho em 120k rồi nhá. 120.000 luôn các chị thấy chưa? Comment cho em khoác kèm màu kèm lại cho em nhá. Màu sữa rất là sang cho ảnh này, sữa có 3 con. Đây là khoác Gucci rất là hot nha mọi người, mỗi màu 2 chiếc 3 chiếc thôi. Comment cho em mã là mã khoác Gucci kèm màu kèm lại cho em nhá. 120.000 lỗ vốn luôn, màu đỏ đẹp cực kỳ luôn. Màu đỏ này, màu xanh, màu sữa. Cho chị em khoác kèm màu kèm lại cho em nhá. Khoác sữa nha mọi người. Lên số ạ. Mọi người ơi đẹp chưa? Mọi người sang cho ảnh luôn. Năm nay rất là hot mã này luôn. Công màu đấy, sữa này sự rất là đẹp luôn. 120.000 còn em thật các chị best lỗ vốn luôn. Mã này năm nay bán ba xanh ba đỏ. Bán best nhất cũng phải là 150.000 nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Khoác cho mình cho em khoác kèm màu kèm lại cho em nhé. Khoác đây là khoác Gucci hot của năm nay luôn nhé. Khoác hot của năm nay luôn nha mọi người nhé. Khoác của năm nay luôn đấy ạ. 120.000 cho em khoác kèm màu kèm lại cho em nhé. Ok mọi người nha.
khoác đen dồn A7 lấy đen. Ok, cô nhỏ lấy số điện thoại cho em. Ok, khoác sữa, khoác xanh, em mặc màu xanh này. Đẹp lắm các chị ạ, 120 nghìn có nhìn thấy chưa, độ sang. Ok, hoa quả mây lên sữa. Mà cái mùa này rất là hợp. Hạ sữa. Thứ nhất là len của nó cũng là len lì cơ, len lì mặc rất là ấm nha. Nào khoác các okay, khoác nguyện len ok. Hết sữa rồi sao? Ừ, bây giờ màu xanh này, ba cái xanh, ba cái đỏ. 120 nghìn kèm màu điện thoại anh em nhá. Lấy khoác nào comment một lấy cho em. Khoác nào thì comment. Ok, du đi Nhi lấy sữa này. Ok, kẹo bông sữa. Hết rồi, con xanh này màu nào cũng đẹp mà các chị ơi. Nào màu đẹp mà, màu đỏ màu xanh đẹp mà. Toàn là màu xanh. Chốt cho em toàn hàng này mặc rất là sang luôn. Kèm màu cái này cho em khoác 120 nghìn một cái thôi. Ok, đến trường là xanh còn 3 cái, chị nào thích xanh lấy xanh của em nào. Nào xanh đây mà, đẹp mà các chị, xanh đẹp mà đây như sang mà các chị. Đấy, rất là lạ, rất đẹp luôn. Nào khoác Gucci 120 nghìn kèm màu đỏ màu xanh màu sữa cho em. Cái này có giãn mà ai chẳng mặc được. Số 70 cân mới mặc được. Nào khoác Gucci mình nhá. Đây các chị ơi, rất là đẹp luôn. Màu xanh, màu sữa, màu đỏ cho em 120 nghìn nhá. Màu xanh đẹp mà, sẽ không lấy màu xanh nhỉ. Màu xanh nó độc lập mà. Đây các chị nhá. 120 nghìn nhá các tình yêu nhá. 120 nghìn kèm màu kèm lại cho em. Em lấy các chị ơi, em chưa chốt luôn đâu, chị lên hà em bảo vừa hàng sale em còn ưu tiên nhắn tin cơ. Em không lấy sao, em vẫn đọc chị cơ mà, em lại đâu. Đã tặng không lấy. Nào qua mã này. Thôi bỏ qua đây nhá. Hết sữa rồi. Hết khoang sữa rồi ạ, chỉ còn xanh và đỏ thôi. Áo này 210 nó vẫn còn, mà hết lâu rồi cũng còn nhỉ. Nào áo bò các chị ơi, chẳng hiểu sao danh nhau vẫn thừa. Áo bò hoa cho em, bò hoa 220 này. Áo này chẳng hiểu sao danh nhau vẫn thừa luôn. Bò hoa nhá, siêu phẩm này có một cái duy nhất, chị lấy bò hoa, có một bò hoa cho em 120.000 nhá. Bò hoa này 120k tình yêu nha, đẹp lắm luôn á, Quảng Châu này, thật sự luôn ấy, không hiểu sao danh nhau vẫn thừa. Nào áo bò hoa này, tại vì hôm đấy em chốt hàng em là không chốt, em mãi chốt bộ quá không chốt mấy cái hàng lộn xộn. Nào bò hoa cho em 120.000 duy nhất một con này nhá, nhìn đẹp chưa? Đấy. Rất là xuất sắc luôn. Cho em bò hoa nhá, 120.000. 120.000 kèm lại cho em nhá. À quên, 120.000 chết mất. 220.000. 220 nhá, cho em bò hoa. 220 nhá tình yêu nhá, hàng đắt đấy. Làm gì có chuyện 120, còn bò bớ vẩn đã 120 rồi nhìn này. Chất lắm luôn, không ai bán cái hàng này đâu ạ. Ơi, nhìn chưa? Ôi, bò 220. 220 nhá, không phải 120 đâu. 220 kèm lại cho em. Bò hoa đẹp chưa? Hàng xuất sắc luôn, 220 nghìn nhé. Lỗ vốn 220, chị lấy các 120 đi, chị đỡ nhầm. Nào, bò đính ngọc nào. Đẹp xuất sắc luôn, 220 nghìn luôn, toàn hàng đắt thôi. Cho em bò đính ngọc cho em, 220 nghìn bò đính ngọc. Bò đính ngọc 220 nghìn nhé. Ôi, thôi quá. Nào, bò đính ngọc cho em, người ơi, đẹp chưa? Size dưới 60kg mặc vừa. Bò đấy, ai mặc vừa mà. Nào, cho em bò đính ngọc nha. Trời ơi mọi người, áo bò 220 nhá. Đọc nhầm 120, chốt em 220 đi. Bò đính ngọc ok Phạm Hiền này. Bò đính ngọc 220 này, siêu phẩm này, em để em mặc đi. Đẹp quá. Mọi người thấy chưa, hàng này shop chạy quảng cáo tầm 400-500-600 thôi. Các bạn cho em okay, bò Thủy Dương. Bò nhạt, bò đính ngọc đấy mọi người. 220 có đúng một con duy nhất, đẹp không? Thật sự rất là đẹp luôn. Đẹp lắm đó chị ạ. Bò đính ngọc này không có bán luôn. Nào bò đính ngọc nha. Đẹp quá, con này để mặc đi, đẹp quá nhỉ. Đây là bò đính ngọc. Tay dài phải gấp lên chứ, tay áo bò bỏ tay thì công kinh một xứ được. Chỉ có hàng Việt Nam may bỏ tay thôi thì mình đã tỏ. Rồi nhá. Rồi áo da này. Áo da này một cái sẽ này. Bây giờ xả lộn xộn nhá. Mình là một tuần rồi, xin nhắn tin cho em. Bò đính ngọc kèm lại cho em đi ạ. Ok, Kubi nha. Nào áo da hồng này, 190.000 cho em áo da hồng. Size S đẹp siêu phẩm luôn. Nào cho em áo da hồng 190.000 này. Xeo hết lỗ luôn áo da nha. Da mình dùng xeo lỗ hết. Còn luôn. Một cái size S ạ, à, màu hồng rất là một cái luôn. Duy nhất nha, không thể em để em mặc này, đẹp chưa? Màu hồng này đẹp lắm luôn, 190k nha, lỗ bố luôn. Chị nào chốt hồng comment cho em hồng nhá. 190 size S, một cái lẻ size. Chốt cho em hồng 190. Size S ạ, size S thôi. Hồng 190 nghìn size S nhiều nhá. Hồng 190k khuyến mại cho em. Hồng này đẹp lắm luôn, size S nha. Bây giờ em xả áo da lỗ bố này. Hồng 190.000. Ok chị. Nhật Thuyền này, quen quen này, xưa bừng đôi mình đúng không? Nào ok, hồng cho em. 190 rẻ lắm, áo này 4-500 ấy. Ok, Trang bị lấy da nhé. Trời ơi, cái đẹp lắm mọi người, hàng Quảng Châu chất da đẹp lắm, mặc 4-5 năm không bị xù luôn, không bị nhăn da luôn, nhìn thấy chưa? 190.000 là lỗ vốn ấy, bây giờ áo da đắt lắm chứ đâu phải là hàng rẻ đâu. Nào 150.000. Bạc cho em, da bạc 150.000.
ba cái áo da Trang Nguyễn ok, áo da Hồng Khỉ con ok, ok Sơn Chi. Rồi áo da bạc này là chất mềm lắm luôn các chị ơi, hàng Quảng Châu nha, sale 150.000 luôn này, nào, có đủ size L luôn này. Nhá. Đủ size luôn, lấy bạc L luôn này. Nào, đủ size da bạc của da hồng cho em nhá, da bạc của da hồng 149k một cái áo da nhá. 149.000 một cái cho em da bạc của da hồng cho em. Bạc còn size S và size L và hồng hai cái size L. Rồi các chị ơi, màu bạc em có một cái size S, một cái size L nhá chị nhá. Rồi bạc có một cái size S, một cái size L, nào. Hồng có hai cái size L, chị sale 150.000 luôn, chị nào lấy thì comment màu kèm số thoại nha. 149k cho em 149 hồng, 149 bạc. Mềm lắm luôn. 149 hồng, 149 bạc kèm số thoại cho em. 149k thôi nhá, cho em 149k kèm màu kèm thoại. Rồi ra kèm số thoại giùm em nào, kèm màu kèm size luôn nha, thì em mới chốt được, không có size không có chốt được đâu ạ. Có 149k kèm màu kiếm lại. Ra bạc hoa cỏ máy lên số. Bạc hồng cho em 149.000 nữa thì nhiêu nhá. 149.000, 149.000. Cái này cho em nhau nhá. Rồi ok, ra bạc size L Thùy Dương. Ok, Nhi Nhi size gì chị ơi? Ok, Ngọt Bimi hồng size S nha, ở trên. Ok, Ngọc Quỳnh size L này. Màu hồng 149.000 thề luôn, chị bảo lỗ vốn mình nhớ chưa? Ai đã ai mua một cái áo da mà rẻ bằng một cái áo len mà rẻ hơn một cái áo len chưa? 149.000 nha. Đã ai mua cái áo da mà rẻ hơn cái áo màu len hồng chưa? Đẹp lắm rồi. Giả lỗ vốn luôn, màu hồng đẹp không? Nhìn thấy chưa? Đấy, tôi bán cho các chị 200 mấy em xả chị 149.000 cho nó thích nhau nhá. Ok, Dương Thị 149.000 luôn. Đảm bảo chị mặc mấy năm không bị. Ok, Tạ Thu Hiền này, em sẽ còn hồng size L, em còn hồng size L. 149.000 thôi nhá, nhanh tay. Ok, Hoàng Thị size gì ạ? 149.000. Sao bạc size S thì cầm Trần ạ. Trời ơi nó rẻ ơi là rẻ, chị nhanh tay mua đi nha. Sao bạc size S ok, ok. Còn màu hồng thì chị nào lấy màu hồng không ạ? Còn hồng thôi. Nào đỏ size L nào. Cho xem đỏ 149.000 luôn. Cái đó mà size size gì không nhớ đâu. Có dạng phơm trơn, áo dạng tuần thảo sao tôi mới về nhá. Hồng size L Huyền Nhật lên lại số đi ạ. Ok, Mi Hoa hồng size L, không lấy hồng 149.000 rẻ hơn cái áo phông không mua tiếc lắm luôn ạ. Nào đỏ cho em ạ. Ok, Nguyễn Lên. Đỏ cho em 160.000 đỏ cho em. 160k đỏ cho em. Ok, cười trong nước mắt này. Ok, Mi Hoa nha. 160.000 đỏ cho em size XL một cái duy nhất nhá. Đánh lẽ hết lâu rồi nhưng em cứ lười không chút lộn xộn nên nó vẫn còn bây giờ. Nhà em hết lâu rồi nhưng mà lười cái chuyện. Size XL đấy, size L, size L mặc được. 160.000 nhá nhá. Size gì đấy? Size XL. XL là trên 55 cân mặc đẹp nhá. XL. 55 60 cân mặc được. Nào chị nào lấy XL không mình cho em áo này da đỏ đẹp chưa? 150.000 thôi. Tôi cho 150.000 đối chị luôn. 150k đỏ cho em. Size XL trên 55kg mặc vừa. 150.000, 55.000 nhá. 155.000 cho em. À 150.000 cho em. Sau đây cái chị nhân 150.000 này. Áo da mẹ áo dùng sao hết luôn. Sao cái áo này nó hay thế nhỉ? Nó cứ hoàng đi làm vậy. À, chị ơi comment cho em nhá. Mình được da hồng không chị ơi? Phải cho nó phải kiểm tra đã. Em nhìn thấy chị Nương Võ này. Đỏ XL 150.000. Nào da nâu này, 150.000 luôn. Da nâu cho em 150k này. Cho em da nâu 150.000 các tình yêu nhé. 150.000 da nâu cho em da nâu này. 150.000 da nâu cho em đẹp lắm luôn. Mà lỗ vốn các chị đấy, đây, nhìn chưa? Rất là chất luôn. 150.000 da nâu ai cũng mặc được luôn. Chất quá là chất luôn. 150k kèm hại cho em da nâu nhá. Da nâu này. 150.000 da nâu cho em. Trời ơi, xả lỗ vốn luôn. Điên thật đi xả cái giá này. Mệt quá là mình sẽ xả lỗ sộn đây. Da nâu 150k cho em các chị nha. Nâu đi cái chợ ơi Nhi Nhi. Nâu kèm lại cho em. Thằng rêu còn XL với L. Nào tiếp tục nào. Cứ lại xem mã. Rêu này còn L và XL. Rêu còn L và XL nha. Đỏ ok Ngọc Hiền xả XL. Da nâu ok Nhi Nhi. Nó không mua hai cái da về mặc đi thì cực tiếc là rẻ hơn cả áo phông luôn các chị ơi. Ok Sơn Chi nha. Rêu siêu phẩm này. Ok nông bông phải lên số giúp em đi ạ. Chị da bé kẹo lên. Da lễ XL. Ok ngọt ngào. Rồi da rêu này thật là chất của nó đẹp lắm luôn các chị ơi. Mềm cực kỳ nhá mà không bao giờ bị bong đâu các chị ạ. Rồi da rêu em chỉ còn size L và size XL thôi. Em sale có chị luôn giá 220k các chị nha. Da rêu 220.000 cho em. Rêu bên ngoài sang lắm luôn ạ. Chất đẹp lắm luôn các chị nhá. Size L và XL thôi. 220.000 bây giờ chỉ còn size L và size XL, chị nào lấy da rêu comment da rêu. Da rêu ok Quý Nghĩa size L. Ok Huyền Nhật. Da rêu XL, em bảo là 220.000 chốt lại nghe giá chốt cho em nha. 220.000 nha tình yêu nha. Đây quá đẹp, da siêu phẩm đấy. Có size L, size XL. Siêu phẩm các chị có thể mặc cổ vuông hoặc là mặc cổ viết đều được nha. Mặc cổ lãnh được. Chị nào lấy XL không ạ? Nha. Size L, okay, size XL mặc cổ lãnh được, nhiều kiểu lắm. Áo này áo siêu phẩm đấy, hàng đắt đấy. 220.000 nha. Rất là đẹp luôn. Hàng này hàng 4-500 đấy mọi người ơi. 220.000 rêu hoặc 220.000 size L, size XL cho em. 220.000 thôi. Có gì sao đó? Đây đây cái này. Cái thẻ cứng rồi. Ok Nhiên An nha. Còn hai cái size ML. Nào cổ trụ là 190.000 này. Size M bao nhiêu đây?
Em bảo ta đeo sô cô la đẳng XL lên số ạ. Không có S đâu nhỉ, em hoàn về mà các chị ơi, hàng hoàn về chỉ còn có mấy hai đúng hai cái thôi, không có nhiều để bán đâu ạ. Nào ra cổ trụ quá sang cho bạn mua 190 nghìn này. Nào cổ trụ cho em cổ trụ này. Đẹp chưa, xe M ấy mà, xe M nhìn chất lắm luôn. Nào cho em cổ trụ này 190k. Còn xe M và L nhá. Còn xe M, xe L thôi nhá. Cổ trụ cho em, ở nhá, cổ trụ nó mặc rất là đứng người. Nhìn lấy sang cho các chị yêu ơi, đây này. Cổ trụ cho em 190 nghìn nhá. Cho em cổ trụ 190 nghìn, có xe M. Ok, hương mít. Có xe L và xe L, xe M, xe L thôi nhá. Mình thấy sang lắm luôn, cổ trụ ấy, rất là sang. 190 nghìn nhá, cổ trụ nhá. Được chưa, Nguyễn Len ơi. 190 nghìn nhá, các tình yêu ơi, 190 nghìn. Ok, Anbi An lấy xe rêu cổ trụ xe M này. Còn hàng đắt đấy, em sale lỗ luôn hết đấy ạ. Ok, xe con la đắng này. Ok, Yến Trang này. Đẹp lắm, chắc đẹp lắm chị ơi, 190 nghìn nhá. Có size M và size L luôn. Size M, size L cho em tiếp tục này. Đó không đang có màu xám đâu. Ok, chị Thanh Bình nhá. Nhiều lộn xộn quá không chốt được. 48 cân mặc được mà, mẫu có 42 cân nữa. Mọi người ơi, bây giờ xin phép nghỉ like nhá mọi nhá. Vậy thôi nhá mọi nhá, hết lộn xộn này, sao vậy thôi. Không sang nhiều, sang nhiều bên em không chốt được. Em chỉ chốt mã được, giờ chốt lộn xộn. Ok, cười cho nước mắt nhá. Mọi người ơi, bây giờ em xin phép nghỉ like. Còn yêu những cái mà okay, hàng, hàng. Hàng. Những cái hàng chị nào lấy có thể lấy tin cho em nhá. Những cái hàng sale thì em vẫn ưu tiên, chị nào chốt hàng cho mình nhắn giúp em nhá. À còn mấy cái váy em váy len này, có mấy cái váy len này, chưa là nốt này. À, các chị yêu ơi, chốt hàng cho mình cho em nha. Này, em có mấy cái váy len em xả nốt này. Mọi người từ từ em xả nốt này. Nào, váy len các chị này, đẹp chưa? Váy len này. Váy len nhé, còn 2 rêu này. Váy len này các chị ơi, đẹp lắm. Nào các chị ơi, váy len này. Váy len 120 nghìn tiền này. Váy len nhá, cho mình xem váy len mã 1 này. Váy len mã 1 này đẹp chứ chị ơi, đẹp lắm luôn, 120k nhá, rẻ đúng mức hơn cái áo len. Cho xem váy body này, màu V nhá, 120.000, đẹp chứ chị ơi này. Váy len cho em 120k. Này, tay của nó len này, cái hiệu đẹp lắm luôn. Màu rêu nhá thì em 120.000 quên. Chị nào lấy cho mình xem váy rêu này, 120.000, đúng rẻ một cái áo len luôn, rất là đẹp luôn. Váy len 120.000 nhá. Bộ được chốt không? Bộ có nhá chị Hà Lê, bộ thì em vẫn gọi điện bình thường mà. Em các chị có để lại số điện thoại mai em gọi bình thường mà. Váy đen bạn em vẫn gọi bình thường nhá. Váy len 120.000 trễ vai cổ cổ. Váy đen nha mọi nhá. Rồi trễ vai hoặc là trễ vai một cổ tròn cho em một rêu nhá. Trễ vai hoặc cổ tròn cho em 120.000 chị nói cổ tròn lấy cổ tròn thì chốt cổ tròn mà lấy cổ thuyền thì chốt cổ thuyền cho em nhá. 120.000 một cái váy len cho em váy len nhá. Mọi nhìn thấy ngọc chưa? Sang lắm luôn nhìn chưa? Ok tóc VIP nha. Sang lắm luôn đấy, 120.000 đúng đẻ một cáo len luôn, mọi nhìn thấy chưa? Rẻ đúng mà một cáo len luôn. 120.000 ghém lại cho em cổ trụ cổ thuyền cho em. Có hai ba con này mà đi xả quần đi xả nốt. Đem ra. Nào quần legging này xả. Nào xả 75.000 quần legging này cho em quần legging này. Đẹp ơi, cái quần này chất đẹp lắm các chị ơi, mặc mềm mịn đây lắm luôn. Đây là màu túi nhá. Cho em quần legging này. Cho bình thường ra đi. Con tin đánh không đánh cứ ngồi nhìn nó. 100 à. Ok Hương Quỳnh về len. 75.000 quần Gucci mà nhá, quần legging Gucci này, sang chất của luôn. Nó mặc mềm mại lắm luôn ạ. Hàng cao cấp đấy. Legging Gucci mà nhá. Có hàng cao cấp luôn. Đủ size luôn cho em. Có 5 cái quần đủ size rồi. Có 5 cái thôi nhá, 75.000 một cái chị này. Đây quần viền chuẩn lắm luôn, 75.000 một cái. Cho chị em quần legging nhá, 75.000 một cái, hàng Quảng Châu cao cấp luôn nghĩ chứ. Đấy, đẹp lắm các chị ạ. Cho chị em legging Gucci nha, 75.000 một cái. Legging Gucci cho em. Chất mềm ạ. Có 5 cái thôi nhá. Có 5 cái thôi. Cho em quần legging Gucci này, đẹp chứ chị, đang sau túi nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Cổ thuyền ok Phương Quỳnh. Cho chị em mã là mã. Ok mọi người để lại số điện thoại trên live bộ còn chung 5 cái quần thôi. Nào có 4 5 cái quần thôi, 75.000 các chị thấy đẹp không? Mặc mùa này quá hợp mọi người chưa? Hàng Quảng Châu cấp luôn. Nào, đẹp lắm luôn. Hàng này thì túi này, đặt túi đây. Quảng Châu quá, đâu năng quá. Đây một hàng Quảng Châu này, 75.000 cái nhá, hàng sale lỗ vốn. Cho chị em này legging Gucci. Trời chất nó mềm lắm các chị ơi, không phải là chất ấy đâu. Đây cũng là legging Chanel này. Chanel mà. Đây Chanel. Chanel. À, Chanel thôi. Có cả Chanel nhá, legging Chanel cái này. Có mỗi chữ khác nhau thôi. Chữ nó khác nhau thì mặc cái nào được nhá, legging hay Chanel cũng được. 75.000 kèm lại cho em. 75.000. Chị Nhiên Ăn inbox càng tốt nha. À thôi, mai em gọi điện nhớ nghe máy đấy được. Ok ngay tây. Hôm mai 75.000 nhá tình yêu ơi. Ok Trương Chỉ, ok Kubi. Đẹp chưa? Gucci với lại Chanel nhá. Hàng xịn hết đấy ạ. Hàng xịn, mọi người nhìn cái túi bóng nó biết xịn này. 75.000 thôi. Ok Hà Hồng. Ok Dung Thêu ạ. Ok Nguyễn Tuyết. 75.000 thôi nhá. Còn là chị bé kẹo. Ok Yến Yến, còn đúng 5 cái quần thì nhanh chóng là đặt hàng số điện thoại nha.
Ok Minh Trong may mắn này, ok Si Câu này, ok cô bé lạnh lùng này. Rồi bây giờ xin phép các chị yêu nghỉ livestream nhé mọi nhá. Rồi chúc mọi người ngủ ngon nha. Chào mọi người nhé, mọi người nhớ đến mai để điện thoại cho em bên em gọi chất đơn nhé. Mai bên em gọi chất đơn. Ok kẻ mọi bông. Người nhớ để điện thoại cho em nhé, bạn em gọi chất đơn. Ok chị Nguyễn. Nên các chị để điện thoại giúp em nha. Ok Đông Hương Hà này, ok Ngọc Thu giờ quần xịn lắm các chị ơi, mặc nó mềm lắm luôn ạ, không như kiểu không mặc luôn. Mọi người ơi, mọi người nhớ để điện thoại cho em, mai bên em gọi chất đơn nha. Các chị để lại số điện thoại là bên em sẽ gọi chất đơn các chị nha. Áo bò á, đây em bán cái áo bò này kìa. Ồ này, có một cái nhé. Thôi đi, nghỉ nhé. Rồi xin chào mọi người nhá. Ok, mọi người nhớ điện thoại cho em mai chất đơn nha.